Chương 1 nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Trước tập đoàn Trương thị, hàng loạt ống kính đang thi chụp ảnh, tiếng xì sầm của các nhà báo nghe thật rối loạn và ồn ào. Cô ấy sắp ra chưa? Nghe nói là một cô gái tài giỏi đấy, Trương thị được như vậy là công sức của cô ấy cả trà, chủ tịch Trương chắc tự hào về con gái mình lắm. Bỗng cánh cửa bật mở, mười tên vệ sĩ tránh đường cho một cô gái bước ra. Không ai khác chính là nó body cực chuẩn rất hợp bộ vest đen. Tóc nâu ánh tím buộc đuôi ngựa, gương mặt vê lai ẩn hiện sau chiếc kính mát hàng hiệu. Trương Tiểu Thư, xin cô hãy cho biết thêm về dự án mới của tập đoàn. Bí quyết nào giúp cô điều hành công ty tốt như vậy? Đám nhà báo lao vào như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả vệ sĩ. Nó thấp giọng nói versus tên thuộc hạ. Từ chối tất cả phỏng vấn, hoãn sang hôm sau. Dạ tên thuộc hạ cúi đầu. Chiếc xe Lamborghini đỗ lại để nó bước lên rồi chương 2, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Em cứ bình tĩnh nào, ý bọn anh cô phải như vậy đâu, hay hát mình đi ba nhé nó miễn cưỡng gật đầu rồi cùng hai anh em rời khỏi đó mười. Không không a à, Em, anh chị thông cảm, con bé nhiều việc quá, ba mẹ nó niềm nở khi thấy nó trễ gần 20, cô sao đâu, người lớn đôi khi CX vậy ấy mà, ba mẹ hắn cười cánh cửa nhà hàng bật mở. Nó xuất hiện versus một cây đen từ đầu đến chân nhưng trông vô cùng phong cách. Áo thun đen bó versus áo khoác ra, thêm quần jean đen rách và đôi bút cao gót ba mẹ nó cứng họng versus thông ra. Trời ơi, đi ra mắt bố mẹ chồng tương lai mà ăn mặc thế này à nó bước đến chỗ bàn ăn, lễ phép. Xin lỗi mọi người, con đến trễ cô sao, con mau ngồi xuống đi mẹ hắn kéo nó lại gần bà ó cười gượng gạo rồi ngồi xuống, cô biết có một người đang thất thần nhìn nó. Chính là hắn, sinh thật đấy, hắn nghĩ thầm khi thấy gương mặt chuẩn từng góc cạnh của nó nhưng đen từ đầu đến chân thế kia chắc là kết tinh của khủng long bạo chúa và sư tử Hà Đông rồi. Thế sao hắn lại thấy tim mình đập mạnh thế này nhỉ? Ở phía đối diện, nó cũng đang kín đáo quan sát hắn. Mái tóc nâu kiêu, gương mặt baby và nụ cười khả ái kia phải chăng đã đốn tim nó? Một người con trai đem lại cho nó cảm giác thật đặc biệt khác hẳn versus những mối tình trước đây đang chìm trong những dòng suy nghĩ mông lung chợt một câu nói hết sức vô duyên trong hoàn cảnh lãng mạn của ba hắn làm hai chương ba, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Chiếc Lamborghini yêu quý của hắn, xe, đôi, versus nó đấy, dừng lại trước trung tâm đá quý của phàm gia. Hắn vô cùng ga lăng mở cửa cho nó bước xuống. Cả hai vừa vào, chưa kịp nhìn trước ngó sau thì con bé hiểu nhi đã chạy ra kéo tay hai đứa chỗ của hai ân cô phải ở đây vào trong này nhanh lên cô bé này là ai thế em hắn quay sang hỏi nó đây là em gái kết nghĩa của em ủa thế cô bé là nhân viên ở đây a à hát hắn ngây thơ hỏi nè nhân viên cái đầu anh bổn cô nương là người thừa kế hợp pháp của cả cái tập đoàn này đấy liệu mà ăn nói cho cẩn thận con bé tức tối ơ ờ, anh tưởng phàm hiểu minh và em gái cậu ý mới là ân kế nhiệm mà sao hát lại có ân thứ ba câu hỏi vô cùng thiểu năng của hắn làm nó thở dài anh à cô bé này chính là chính là phạm hiểu mẫn em gái phạm hiểu minh con gái chủ tịch phạm hiểu vĩnh và quý nhân chứng khoán bạch nguyệt anh ưng hiện giờ là giám đốc cái nơi anh đang đứng đây này con bé quát um lên ồ thì ra là phạm tiểu thư thất lễ quá hắn cười ngố đây có phải băng chủ thiên ưng băng cô vậy tại sao não lại có thể thiếu chất xám như thế chứ hiểu nhi mỉa mai nè, tôi chỉ dùng chất xám cho những việc thực sự cần thiết thôi nhé hắn phẫn nộ đến lượt nó nổi khùng. Hai ân bớt lộn xộn đi, tôi chưa chết đâu nhé, đang có việc quan trọng mà cứ đùa cợt, thì CX chỉ tại cái con nhỏ khó ưa kia thôi mà, anh vô tội nhé hắn thanh mi nhiều nhi lườm hắn một cái muốn cháy mặt rồi đẩy cửa cho hai đứa bước vào căn phòng xung quanh đều là rèm màu đỏ, mọi góc cửa đến vách tường đều ép khung vàng rất công phu. Ở những vị trí khác nhau là những tủ kính trang sức truyền thống của phàm gia, chỉ dùng trong dịp đặc biệt. Xen kẽ là các bình hoa cắm tỉa cầu kỳ và nhiều bức tranh gia đình DC vẽ truyền thần, mọi không gian ở đây đều thiết kế đặc biệt tạo nên một phong cách vô cùng độc đáo cặp nhẫn cưới hiệu Harry Winston của nó và hẳn đờ si đặt trên một chiếc gối đỏ trong tủ kính ngay giữa căn phòng. Quả là một kiệt tác hoàn hảo cô tì vết. Thế nào, công sức sáng tạo của em và David trong một tháng đấy hiểu nhi cười đắc ý đẹp lắm nó và hắn gật đầu hai ân có muốn đeo thử luôn cô thôi để hôm đám cưới đeo thì hơn hắn ý kiến um chị cx nghĩ vậy thế thì để đám cưới thôi hai ân về đi cho em còn làm việc bảo dì minh đừng làm bữa tối cho em nhé hôm nay em có hẹn hiểu nhi vừa nói vừa đẩy hai đứa ra ngoài dì minh đi vắng rồi cu ạ nó nói vọng lại tơ đường về nhà hắn cố gắng đi thật chậm để bên cạnh nó lâu hơn nó dường như CX đoán đờ si ý nghĩ của hắn nên tranh thủ trò chuyện versus hắn nhiều hơn. Trước khi vào nhà còn mở lời versus hắn. Ở lại ăn tối versus em nhé, đằng nào CX chỉ có mình em thôi, buồn lắm hắn sướng muốn nhảy cẫng lên mà còn bày đặt thôi, như vậy phiền em quá, đi mà, ở lại nhé, nó năn nỉ, thôi để khi khác, hắn làm già, nè, đây là lần đầu tiên tôi mời một nanogam con trai ở lại ăn tối đấy nhé, anh có vào cô hay để tôi cho anh hối hận cô kịp đây. Nó lật bộ mặt thật, anh vào anh vào, hắn cuống quýt bước vào nhà, hắn như lạc vào một kiến trúc cổ điển vô cùng độc đáo, trông như một lâu đài vậy bốn cô hầu gái trẻ từ trong nhà bước ra. Cả bốn đều giống nhau như đốt. Lúc đầu, nó còn nhầm bọn chúng versus nhau, nhưng một thời gian CX quen dần, cô chủ, chị đã về Úc, hôm nay bốn đứa ra ngoài chơi nhé, chị có khách, muốn đi đâu CXDC nhưng phải về trước 10 ba 30 tiền đây. Nó vừa nói vừa đưa tiền cho bọn chúng, ơ, ờ, bọn em cô dám nhận đâu, bốn đứa đồng thanh, cầm nhanh lên, trước khi chị đổi ý, vâng ạ, à, bốn đứa kéo nhau ngoài, vừa đi vừa gì dầm nhìn hắn. Ai mà đẹp trai thế nhỉ? Hình như là chồng sắp cưới của cô chủ đấy thế a hát thế mà hôm nay Miss dẫn về cứ sợ chết rồi CX chẳng biết mặt chồng chị ấy hắn vội vã bước theo nó như đứa con nít theo mẹ, luôn miệng hỏi. Cô có mấy cô kia thì ai nấu cho mình ăn hả Vi cây thế anh nghĩ em cô biết nấu à? Ờ, đương nhiên là cô rồi, anh có thể tham quan ngôi nhà DC cô, DC, anh cứ đi đi, nó quay lại nhìn há nhắn bước lên lầu, mở cửa căn phòng đầu tiên mà linh cảm là phòng nó quả đúng như vậy. Linh cảm hắn cô bao hát sai đó là một căn phòng rất đẹp, mọi thứ đều DC bày trí rất hài hòa. Mọi thứ ở đây đều rất ấn tượng versus hắn. Bỗng đập vào mắt hắn là một cài khung ảnh đặt trên thành cửa sổ đó là ảnh một chàng trai 18 tuổi rất khôi ngô và một cô bé 15 tuổi rất xinh xắn. Cô bé kia hình như là nó, còn chàng trai kia là ai vậy? Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn nhưng hắn cảm thấy đây chưa phải là lúc để hỏi nó. Sẽ có một thời điểm thích hợp hơn để làm rõ chuyện này. Hắn tiếp tục đi các phòng khác rồi trở xuống tầng dưới. Chương 4, nghe chọn bộ tại mê audio.com anh đi hết chưa, sao nhanh vậy, nó hỏi khi hắn trở xuống, úc, có chuyện gì à hát, nó thấy hơi bất ngờ trước thái độ trầm tư của hắn, trông anh lạ lắm đấy, Ah à hát, cô có gì đâu, em nấu xong chưa? Hắn thay đổi ngay tâm trạng nặng nề của mình, xong rồi, lại ăn đi, nó tươi cười nó và hắn cùng ăn trong một cô khí, hòa bình, ăn xong hắn còn tranh rửa bát versus nó chín. 00 p m nó tiện hắn ra tận cửa và cô quên đưa hắn một đống thuốc bổ cho ba mẹ chồng tương lai nhớ dặn hai bác uống thuốc đều đặn anh nhé vâng thưa bx anh nhớ rồi tối muộn lái xe cẩn thận nó lúc nào cx chu đáo như vậy vâng thưa bx lần hai ngủ sớm sáng mai còn đi làm vâng thưa bx lần ba và nhớ Thôi, anh nhớ hết rồi, em mau vào nhà đi, hắn nhanh trong chấm dứt bản ghi nhớ bằng lời của nó, rồi, em vào, mau về đi chiếc xe của hắn dần mất hút, nó trở vào nhà, bước lên phòng ngồi lên sofa cạnh cửa sổ. Nó với lấy cái khung ảnh mà hắn vừa xem qua, vậy là đã quá hẹn 3 năm rồi đó, khoảng thời gian dài này em vẫn kiên nhẫn đợi anh cô bé của anh đã tìm đi si ân mình yêu và sắp lấy anh ấy làm chồng rồi đấy, anh vẫn sẽ cô về để tham dự đám cưới của em sao, nước mắt nó lã chã rơi xuống tấm kính làm nhòe đi bức ảnh. Đây là một trong những lần hiếm hoi nó khóc. Vì anh ấy sao lãnh địa bạch kim bang, thưa bang chủ, chuyện đó tôi đã điều tra rồi, sự thật là cô Thiên Du sắp kết hôn với tên Dương Mạnh Khang đó, đi si rồi, mau ra ngoài hết đi chiếc ghế xoay lại một ân đeo chiếc mặt nạ vô cùng tinh xảo như muốn che giấu vẻ ngoài của mình. Nhưng giọng nói giống như một chàng trai trẻ điểm đặc biệt là chàng trai đó và tất cả thuộc hạ xung quanh đều có mái tóc màu bạch kim chàng trai đứng dậy, cởi bỏ mặt nạ. Để lộ gương mặt khôi ngô hệt như cậu bé trong bức ảnh của nó, Dương Mạnh Khang, tại sao lúc nào CX là ngươi, ngươi cướp đi danh vọng, địa vị, quyền lực của ta, ta đều cô quan tâm. Nhưng sao đến ân con gái ta yêu mà ân CX dính tới? Tại sao? Sao flashback 9 năm trước? Cô ta, à không thiên du, hãy nghe anh nói này, cậu bé 18 tuổi dỗ dành một cô bé đang khóc nước nở, quân à, em sẽ cô cho anh đi đâu hết, anh cô đi CD, ngoan nào, anh vì công việc gia đình nên mới phải sang anh. Nhưng, anh sẽ về nhanh nhất có thể, hãy cho anh thời gian, thời gian là bao lâu, cô bé ngước lên hỏi, 6 năm, chỉ 6 năm thôi, cậu bé khẳng định, DC, 6 năm, anh nhớ nhé, anh xin hứa, giờ trễ rồi, anh đi đây. Từ sân bay về nhà đang mưa đấy, em về một mình DC cô, DC, anh mau đi đi, cô bé nghẹn ngao bóng cậu bé khuất dần, cô bé CX quay lưng, khoảng thời gian xa cách tưởng chừng như vô tận sao n flashback sau sự việc năm đó nó đã cô còn là một cô bé hồn nhiên mà luôn tạo cho mình vỏ bọc lạnh lùng chỉ bây giờ gặp hắn vỏ bọc đó mới chịu tan chảy nó vẫn ngày đêm mong chờ anh về chỉ đơn giản nó coi anh như một nanogram anh trai nó cần anh cần ân tâm sự cần ân lắng nghe cần một nanogram cho nó biết làm gì đúng làm gì sai sao kim anh quân là ân bạn thanh mai trúc mã của nó từ nhỏ rất yêu nó mà nó cô hề hay biết đối thủ cô đội trời chung của hắn, giờ là băng chủ bạch kim ba ngắn đang lái xe trên đường thì có chuông điện thoại. Andy, cậu gọi có chuyện gì vậy bang chủ, ngài đi đâu mà cô gọi điện một tiếng, để nhị vị bô lão, bắt cả thiên ưng đi tìm cái gì, nhị vị bô lão. Cô gọi, thôi chết tôi rồi, Andy, cậu cứu tôi với, tôi ở lại ăn tối với thiên du nên. Quên mất tóa ra có ân sướng quá hóa mất trí kia đến hát mà còn đùa đi si à hát, tin tôi cắt lương hai tháng của cậu cô thôi đi si rồi, lần này thôi nhé 15, sau. Hắn lấm lét bước vào nhà, gặp ngay bản mặt hình sự của ba mẹ ba hắn hết nháy mắt rồi đến bĩu môi, làm đủ động tác để cảnh báo hắn sắp có, bão lớn vào đất liền, mà hắn cô chịu hiểu. Cứ lắc đầu quầy quậy làm mẹ hắn thêm nghi ngờ. Cả tối đi đâu mà hát này mới về ơ, dạ con. Đi. Y đi đâu mẹ hắn quá tắn sợ quá tuôn luôn một trang. A à, hu hu, mẹ đừng đánh con, Thiên Du mời, à cô bắt mới đúng. Bắt con ở lại, ăn tối nè, thế con nghĩ mẹ sẽ tin à, đừng có lấy Thiên Du ra lừa mẹ lừa đâu mà lừa, có thuốc cô ấy gửi cho ba mẹ đây này, hắn chìa bằng chứng ba hắn xem rồi cứu nguy cho con. Đúng rồi bà ạ tha cho thằng bé đi, đi si rồi, lần này tạm tha, lần sau đi đâu phải gọi điện, đừng để ba mẹ lo lắng như con ní thắn cười hớn hở rồi tung tăng lên phòng, nằm vật xuống giường, lôi điện thoại nhắn tin cho nó. Em ngủ chưa? Anh tự nhiên nhớ em quá, nhớ gì, mới có 30, thôi mà, nó cười sen tin nhắn, 30, mà anh tưởng như 30 ngày luôn rồi, tối nay chắc nhớ em cô ngủ đi si mất, hắn khoái chí chỉ đi si cái dẻo miệng, mau đi ngủ đi. MCX nhớ anh lắm, nhớ thì đến ngủ cùng anh nhé, hắn đùa, còn lâu, mơ đi đọc xong tin nhắn cả hai buông điện thoại đi ngủ mà cô khỏi nghĩ đến ân kia, cả nó và hắn đều cảm thấy mình cô thể thiếu ân còn lại. chương 5, nghe chọn bộ tại mê com Thấm thoát CX đã đến ngày cưới rồi. Đó là một buổi sáng đẹp trời, khi mà ta, chị có thể ngồi yên một chút sao, cần em gọi vệ sĩ lên giữ chị cô, vệ sĩ dưới kia đều là ân của chị. Dám động vào chị cho nghỉ việc hết nó và hiểu nhi đang đôi co vì cái váy cưới quá chi là dườm già với nó, à à à, tôi cô trang điểm đâu, nó hét vang cả căn nhà, cô chủ, dáng một tẹo nữa thôi. Cả đời chỉ có một lần ba mẹ nó ngồi dưới nhà mà cười khổ với họ hàng hăng hốc và bao nhiêu bạn bè bên nhà hắn. Khang, còn ngồi yên đi, cứ đi đi lại lại chóng mặt quá, ba hắn nhăn nhó, con hồi hộp quá, hay mình đi luôn nhé, một tiếng nữa mới đến giờ, sao con vội thế làm gì, mẹ hắn vỗ vào tấm lưng dấn chắc của hắn. Hay con qua xem cô ta thế nào nhé, thôi, xin anh, vài phút nữa, rồi ngày nào CX sẽ đi si nhìn thấy con bé, ba mẹ hắn đồng thanh sao nhà thờ vi cây, hôm nay em đẹp lắm đó nha, hích, đẹp mà mang một đống đồ trên ân thế này thì thà xấu còn hơn, chịu khó chút đi, làm cô dâu ai chẳng thế, hắn thơm yêu má nó, xí, lợi dụng, nó chu mỏ. Sau này em có thể lợi dụng lại anh, coi như hòa, hắn cười tinh nghịch bỗng, dầm, một chiếc xe Bugatti Veyron và một chiếc Ferrari đang, hôn, nhau. Chủ nhân của chiếc Ferrari chính là Hiểu Nhi nhà chúng ta, còn một anh chàng đeo kính mát bước xuống từ chiếc Bugatti cùng lúc với hiểu Nhi này tên kia anh đi cô có mắt ah tính đanh đá bắt đầu nổi lên cái ân cô có mắt là cô đó con nhỏ bà Tràn chàng. chàng trai cởi kính mát sao Hoàng Ân Nam một công tử nhà giàu đi theo hắn làm mafia một ân anh em thân thiết của hắn đã đụng một mối oan ra ngõ hẹp với hiểu mẫn anh gọi ai là bà chàn, tên khùng kia tôi gọi cô đó mà tôi cô phải là tên khùng như cô nói nhé Ấn và nó thấy cãi nhau lập tức chạy ra. Hiểu nhi, có chuyện gì vậy nó hỏi cái tên khùng kia đụng xe em cô tấm tức cậu là. Nó chưa nói xong hắn đã. Anh tưởng chú sẽ cô về đám cưới anh sao em cô về đơ chai ân ôm nhau, đấm vai đấm lưng thùm thụp cô ta. Đây là cộng sự thân thiết của anh, ân nam đây là chị dâu của chú đấy chào chị chào cậu bỗng nhiên tôi chưa chết nhé, tóm lại là anh đụng xe tôi, mau đền đi, hiểu nhi vênh mặt, ân đền là cái đồ cô có mắt nhà cô ấy, anh phản bác, anh đền, cô, cô đền, anh, cô, thôi, có gì giải quyết sau. Đám cưới cô phải là cái chợ nhé, nó ẩm lên, đến thì cô vào tham dự, chỉ lo xe xe pháo pháo, cần thì mai tôi mua cả hai cho hắn bực dọ cân nam và hiểu nhi làm mặt lạnh nhìn nhau cho tới tận khi bắt đầu buổi lễ nhó và hắn đang đứng đối diện cha xứ, sẵn sàng cho nghi lễ dài dằng rạc. Bla bla, Dương Mạnh Khang, con có đồng ý lấy cô đây làm vợ, nguyện suốt đời sẽ yêu thương và che chở cho cô ấy cô, con đồng ý, hắn cười, còn con, Trương Thiên Du, con có đồng ý lấy anh ấy làm chồng. Suốt đời sẽ chăm sóc và giúp đỡ anh ấy cô, con giọng nói của nó bỗng ngắt quãng khi nhớ đến anh quân anh ấy vẫn chưa về vẫn chưa chứng kiến nó đi lấy chồng trước hàng trăm con mắt đang hướng về mình nó đi đến quyết định cuối cùng con đồng ý chàng pháo tay của mọi ân vang lên khi nó và hắn trao nhẫn đến phần tung hoa bó hoa hồng của nó bay lên rồi rơi ngay và lòng hiểu mẫn khi cô còn bận cãi nhau với ân nam điều này chứng tỏ rằng cô sẽ là một cô dâu trong tương lai gần trái lại với cô khí vui tươi ở đó tại một nơi khác băng chủ ngài đi đâu vậy tôi có thể để mất thứ quý giá nhất của mình tôi phải giành lại cô ấy băng chủ ngài có thể liều mình thế đi si vết thương của ngài chưa khỏi làm sao có thể đấu với dương mạnh khang ta cô cần biết ta phải đi ngài hãy bình tĩnh chờ một thời điểm thích hợp chàng trai tuyệt vọng nhìn ra ngoài cửa sổ lạnh lẽo thiên du rồi sẽ có ngày em phải là của anh